Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Điểm mặt các vụ lừa đảo đất phân lô bán nền gây chấn động. Mắt xích đầu tiên triệt phá vụ mua bán trái phép chất cấm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Thủ đoạn khiến nhiều người ngã ngửa khi bỗng nhiên trở thành con nợ. Bị cáo Đinh La Thăng nộp 4,5 tỷ đồng trong tổng số 630 tỷ đồng thi hành án. Điểm mặt các vụ lừa đảo đất phân lô bán nền gây chấn động. Quý vị thân mến, vài năm gần đây, các vụ lừa đảo liên quan tới đất phân lô bán nền ngày một tăng về quy mô và cách thức. Không ít khách hàng cho đến nay vẫn chưa đòi lại được số tiền đã bỏ ra đầu tư. Đánh vào tâm lý chuộng đất nền của người Việt, nhiều doanh nghiệp đã phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, tung ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thuyết phục người mua xuống tiền. Nhưng đó chỉ là lừa đảo để chiếm đoạt. Ngày 3 tháng 4 năm 2019, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng Giám đốc Công ty giao bán đất nền dự án Ma tại Đà Nẵng. Theo đó, công ty này giao bán và nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua đất nền dự án mang tên khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trong khi đó, trên thực tế, khu đất trên vẫn do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Các lô đất được giao bán ít nhất 2,2 tỷ đồng. Không ít nạn nhân bị lừa tiền đặt cọc từ 500 đến 800 triệu đồng cho mỗi lô đất. Cá biệt có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 6 tỷ đồng đặt cọc mua 12 lô đất. Năm 2019, hàng loạt vụ lừa đảo đất nền bị cơ quan chức năng khởi tố điều tra. Trong đó phải kể đến phi vụ 9 dự án ma của nữ giám đốc Angelina. Theo đó, ngày 1 tháng 11 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh của cơ quan điều tra, Nhung tự dựng lên nhiều dự án không có thật trên đất công cộng, đất trong khu quy hoạch ở khu vực quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân, rồi quảng cáo kêu gọi nhiều người góp vốn mua đất nền dự án. Công ty Angelina cam kết từ sau một năm sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Trường hợp công ty vi phạm hợp đồng sẽ trả đủ số tiền đã nhận của khách hàng và bồi thường 50% số tiền đã nhận. Tuy nhiên, quá thời gian quy định trong hợp đồng, nhưng nhiều khách hàng của công ty Angelina không nhận được đất cũng không được hoàn tiền lẫn bồi thường như cam kết trước đó, nên liên hệ đòi lại tiền thì công ty này lảng tránh bất hợp tác. Ước tính số tiền công ty này lừa đảo khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Hoàng Kim Len vẽ dự án ma trên đất nông nghiệp. Dù chưa được cấp phép làm dự án, chưa chuyển đổi thành đất ở, nhưng công ty Hưng Thịnh Phát vẫn vẽ ra các dự án nhà ở cao cấp. Tính từ tháng 11 năm 2018, công ty này đã mở bán ít nhất 10 dự án khu dân cư tại Bình Thuận như City 1, City 2, City 3, Hàm Liên 1, Phong Nẫm. Tuy nhiên, theo các khách hàng đã đặt cọc, họ đóng 50%, thậm chí 95% tiền mua đất. Người đóng ít nhất là 400 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Hơn một năm trôi qua, khách hàng vẫn chưa được bàn giao đất và công ty cũng không trả lại tiền hay lãi suất như đã cam kết. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố và phối hợp với Công an quận 9 TP.HCM thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, 29 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, đây là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động tương tự như công ty Alibaba bán đất nền trên đất nông nghiệp. Alibaba chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Theo đó, Nguyễn Thái Luyện, 35 tuổi, quê ở Gia Lai,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba và 22 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh của cơ quan điều tra, Alibaba đã thành lập nhiều công ty bất động sản, tự vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, rồi tự phân lô tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng này là núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án ma làm mồi nhử. Tuy nhiên, tất cả các dự án do công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo, không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết. Mắt xích đầu tiên triệt phá vụ mua bán trái phép chất cấm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý vị thân mến, hơn 2 tháng sau khi bắt đối tượng mua bán trái phép chất cấm, Công an thành phố Hà Nội đã dựng lên chân dung Nguyễn Xuân Quý, đầu nậu cung cấp liên quan đến đường dây mua bán chất cấm xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội và 5 người khác về các tội danh mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm và không tố giác tội phạm. Việc bắt giữ Quý nằm trong chuyên án điều tra mở rộng của lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm Công an Hà Nội. Trước đó, ngày 15 tháng 1, tại sảnh tòa S2 17, đường Đại Dương, khu Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cảnh sát kiểm tra bắt quả tang Lê Xuân Quyết về hành vi mua bán trái phép chất cấm. Trong xe Mazda Quyết đang điều khiển có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, giám định sơ bộ là chất cấm loại ketamin, khối lượng 99,423 gram, hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Khám xét chỗ ở của Quyết tại phòng 1803 tòa S2 16, khu Vinhome Ocean Park, cảnh sát thu giữ một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và một viên đạn màu vàng. Tại phòng 098A tòa S2 16, khu Vinhome Ocean Park, thu giữ một cân điện tử, giám định sơ bộ kết luận dính chất cấm loại ketamin. Quyết khai mua chất cấm về bán lẻ kiếm lời. Qua quan hệ xã hội, khoảng đầu tháng 1, Quyết quen đối tượng nam giới tên là Quý ở khu vực Thanh Trì. Quyết cho biết đã nhiều lần mua chất cấm của Quý về bán kiếm lời. Cụ thể, chiều 10 tháng 1, Quyết mua của Quý 50g chất cấm ketamin với giá 25 triệu đồng. Địa điểm nhận chất cấm tại khu vực vườn hoa trước sảnh tòa nhà S2 16 Vinhome Ocean Park. Sau đó, Quý thuê xe ôm mang chất cấm đến giao cho Quyết. Quyết trả tiền mua chất cấm cho Quý qua tài khoản ngân hàng. Lần thứ hai, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 1, Quyết mua 50g chất cấm ketamin của Quý, địa điểm giao hàng như trên. Tiếp đó, vào sáng 14 tháng 1, Quyết mua của Quý 100g chất cấm ketamin với giá 50 triệu đồng, 10g chất cấm đá với giá 3 triệu đồng và 17 viên chất cấm với giá 200.000 đồng một viên. Ngoài số chất cấm bị thu giữ khi bắt quả tang, Quyết còn cất giấu 7 túi ni lông màu nâu có chữ cà phê chứa nhiều loại, gồm chất cấm đá, ketamin, chất cấm và hồng phiến tại phòng 098A, tòa S2 16, khu Vinhome Ocean Park. Từ lời khai, tiến hành khám xét nhưng lực lượng chức năng không thu giữ được gì trong nhà. Tuy nhiên, lực lượng phát hiện số chất cấm này quanh tòa nhà nơi Quyết khai. Sau đó, cảnh sát làm rõ Nguyễn Thị Thu Ngọc, vợ của Quyết, là người đã ném số chất cấm này từ căn hộ trên xuống đất để phi tang. Tiến hành xác minh, cảnh sát xác định đó là Nguyễn Xuân Quý hiện tại khoa phục hồi Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín. Từ mắt xích mua bán chất cấm trên, sau hơn 2 tháng lập chuyên án, hôm 20 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ Quý thu tổng cộng gần 6kg chất cấm các loại. Thủ đoạn khiến nhiều người ngã ngửa khi bỗng nhiên trở thành con nợ. Quý vị thân mến, nhóm đối tượng chuyên làm giả chứng minh nhân dân, đánh cắp số điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền, khiến nhiều người trở thành con nợ của ngân hàng mà không hiểu vì sao mình lại bị như thế. Công an thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo bất thường tại bưu điện thành phố. Cụ thể, trong suốt quá trình giải ngân tiền chi trả cho công ty tài chính, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, công ty FE Credit, giao dịch viên của bưu điện thành phố đã phát hiện có hai khách hàng sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút thành công tổng số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của công ty FE Credit. Vào cuộc điều tra, ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã phá án,
khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyên làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo. Các đối tượng đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của công ty FE Credit. Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Quốc Huy sinh năm 1994 ở thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên, Nguyễn Huy Anh Tuấn sinh năm 1987 ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Trần Như Ngọc sinh năm 1992 ở phường Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Nguyễn Đại Nghĩa sinh năm 1992 ở xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình, Nguyễn Văn Thạch sinh năm 1992 ở thị trấn Tân Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang, Trần Văn Hưng sinh năm 1983 ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Trần Tuấn Anh sinh năm 1994 ở xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 37 chứng minh nhân dân giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau, 27 thẻ SIM điện thoại chưa sử dụng, một bộ máy tính, một máy in màu, một bộ máy dập Quốc Huy và huy hiệu công an, một máy ép plastic. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do hiểu biết về tin học và nợ nần nên đã rủ nhau đánh cắp thông tin, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại của các khách hàng đã từng vay tiền của công ty FE Credit, sau đó làm chứng minh thư giả với các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp SIM thẻ điện thoại của các nhà mạng báo mất SIM số và đề nghị được cấp lại. Sau đó, các đối tượng đã dùng chứng minh nhân dân giả và số điện thoại vừa đánh cắp được làm hợp đồng vay tiền của công ty FE Credit với hình thức tín chấp trên mạng xã hội các khoản vay từ 20 đến 70 triệu đồng. Khi hợp đồng vay vốn thành công, nhân viên của công ty FE Credit sẽ gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đã đánh cắp để kiểm tra và xác nhận thông tin, thì được các đối tượng cung cấp thông tin trong chứng minh nhân dân giả và yêu cầu ngân hàng giải ngân các khoản vay qua bưu điện. Thấy thông tin khớp, FE Credit đồng ý cho vay tiền, cung cấp cho đối tượng một mật mã OTP để rút khoản tiền vay này tại một bưu điện bất kỳ theo ủy nhiệm chi mà FE Credit đã ký hợp đồng với Bưu điện Việt Nam. Sau khi được FE Credit cung cấp mã rút tiền, các đối tượng này đã đến bưu cục bất kỳ trên địa bàn cả nước, đưa giấy chứng minh nhân dân giả và cung cấp mã OTP thì được bưu điện chi trả số tiền vay mà các đối tượng đã yêu cầu vay trước đó với FE Credit. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay, các đối tượng hủy chứng minh nhân dân giả và SIM điện thoại rác dùng để vay tiền. Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ ngày 23 tháng 2 năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của FE Credit. Ngoài ra, các đối tượng này còn thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của FE Credit với số tiền lên tới hàng tỷ đồng tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Theo Trung tá Phùng Văn Thảo, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thanh Hóa, người trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác điều tra bắt giữ các đối tượng trong vụ án, thì đây là một loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, khiến nhiều người dân bị đánh cắp thông tin, trở thành con nợ của ngân hàng mà không hiểu được lý do. Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng: Lê Quốc Huy, Trần Như Ngọc, Nguyễn Huy Anh Tuấn và Trần Đại Nghĩa, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Thạch, Trần Tuấn Anh và Trần Văn Hưng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Bị cáo Đinh La Thăng nộp 4,5 tỷ đồng trong tổng số 630 tỷ đồng thi hành án. Quý vị thân mến, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, ông Đinh La Thăng đã nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành trong hai vụ án. Chiều mùng 2 tháng 4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Trả lời báo giới về nội dung thu hồi tài sản nhà nước trong hai vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, ông Đinh La Thăng đã nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành trong hai vụ án. Số tiền này là do xử lý căn nhà chung của vợ chồng ông Thăng. Căn nhà đứng tên hai vợ chồng ông nên vợ ông Thăng đã nộp một nửa tiền trị giá căn nhà để thi hành án cho chồng. Theo ông Sơn, hai vụ án cố ý làm trái đã tuyên năm 2018, số tiền phải thu hồi là gần 800 tỷ đồng, trong đó riêng ông Thăng là 630 tỷ đồng. Liên quan đến việc thu hồi tài sản trong hai vụ án của Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, ông Sơn thông tin trong hai vụ này,
phải thi hành án là 122 tỷ đồng. Hiện đã thi hành xong 31 tỷ đồng, còn 91 tỷ đồng phải nộp. Hiện chưa có số chi tiết về số tiền Trịnh Xuân Thanh đã nộp. Cũng theo ông Sơn, việc thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đều có khó khăn chung vì phải có tiền và tài sản mới thi hành án được. Số tiền trong các vụ này phải thu hồi rất lớn. Tuy nhiên, từ khi điều tra, xét xử đến lúc thi hành án, thì tài sản xác minh và kê biên được thường không nhiều. Cũng tại buổi họp, ông Sơn cho hay, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự trên cả nước đã thi hành xong 178.437 trên 401.574 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 44,43%, tương ứng khoảng 19.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,5%.